Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được một cái con Dell Latitude E7440 nha các bạn. Mã men của nó là LA 9591B nha các bạn, review là 1.0. Hiện trạng của cái con này là cắm nguồn, kích nguồn, đèn sáng rồi tắt nha các bạn. Đó, dòng ăn lên rồi tắt liền. Mình nghi ngờ ở cái men này đó là nó bị lỗi một cái nguồn nào ở phía sau nha các bạn, mà nó gây ra cái tình trạng đó là mình kích xong rồi nè, cái men tự động ngắt nha các bạn, sáng đèn xong tự tự động ngắt và ăn dòng cũng rất là hấp nha các bạn. Mình nghi là nó bị lỗi một cái nguồn nào ở phía sau cho nên là nó không mở được cái nguồn nào phía sau. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn và mình sẽ cho các bạn xem là cái tình trạng của cái men này nha các bạn. Rồi mình sẽ cho các bạn xem đồng hồ dòng đây nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ quan sát cái đồng hồ dòng của mình nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành là mình sẽ cắm nguồn. Đó, và các bạn sẽ quan sát cái tình trạng của cái men, tình trạng bệnh của cái máy này nha các bạn. Rồi các bạn thấy là máy đã ăn dòng, bây giờ mình sẽ kích nguồn cho các bạn coi này nha. Các bạn quan sát, mình sẽ kích nguồn cho các bạn coi. Sáng, dòng ăn rất là hấp nha các bạn và dòng sẽ tắt liền. Dòng lên khoảng 0 chấm mười mấy và tắt. LED nguồn sáng và tắt này nha các bạn quan sát lại. Đó, đèn nó sáng lên rồi tắt liền nha các bạn. Đây là một cái ban gọi là ban kích ngắt ở cái dòng men Dell E7440. Rồi thì ở cái dòng này là mình nghi ngờ nó sẽ bị lỗi một cái nguồn 3V set hoặc là 3V ren hoặc là 5V set, 5V ren gì ở phía sau nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra hai cái phần đó trước để xem nguyên nhân nó nằm ở cái vị trí nào, lỗi ở phần nào thì mình sẽ xử lý phần đó nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ dầm sima xem là cái khu vực bao quanh shop và khu vực bao quanh rên, 5V rên nó nằm ở vị trí nào nha các bạn. Rồi khi mình quan sát sima thì mình sẽ thấy được là 3V shop nó cho ra tại cái con IC là U45 nha các bạn. À, và cái nguồn 3V ren và 5V ren nó sẽ cho ra tại con U46 TBS 22966 nha các bạn. Đây là nguồn để chuyển đổi nguồn có trước qua nguồn có sau nha các bạn. Đây là con IC chuyển đổi nguồn có trước qua nguồn có sau để cấp nguồn đi các khối trong cái men nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra trước cái con U45 nha các bạn. Đó, xem cái nguồn 3V set nó có chưa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Rồi bây giờ các bạn sẽ quan sát xem là mình sẽ đo cái hiện trạng này là sáng nguồn nó sẽ nhảy rất là nhanh nha các bạn, cho nên là các bạn sẽ quan sát cái đồng hồ này giùm mình. Rồi
Sau khi mình quan sát là mình thấy được cái con U45 là nó nằm tại vị trí này nha các bạn. Đây, U45 nó nằm tại vị trí này. À, nó hơi xa nên các bạn hơi khó nhìn một tí xíu, để mình sẽ đưa lên cho các bạn xem. Đó, trước khi mình sẽ đo và mình chỉ luôn hai vị trí con U45 và U46 nha các bạn. À, đây, đây là cái con U45 nha các bạn. Đó, đây là cái con IC sẽ chuyển đổi qua nguồn bao van xết nha các bạn. Và cái con U46, đây, đây là cái con U46 nha các bạn. Đây là vị trí nó chuyển đổi qua nguồn 3V ren và 5V ren nha các bạn. Đây, đây là con U46 và đây là con U45. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình đo trước con U45 nha các bạn. Đó, các bạn quan sát là cái dòng nó sẽ lên và mất liền, xem nó có xuất hiện cái dòng ra chưa nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra trước vị trí là cái nguồn bao van xết nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem, là các bạn quan sát đồng hồ dòng nha. Đó, các bạn thấy là cái nguồn bao van nó nhảy ra và nó mất liền nha các bạn. Là nó có nguồn bao van xết ra nha các bạn. Đây, mình sẽ đo lại cho các bạn vài lần cho các bạn xem. Các bạn quan sát thật kỹ cái đồng hồ này nha các bạn. Đó, mình thấy là có 3V ra nha các bạn. 3V ra là mất liền. Đó, có 3V 3 ra nha các bạn. Đó, có nguồn 3V xết ra rồi mất liền. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra với cái nguồn 3V ren và 5V ren nha các bạn. Đó, mình để mình xem là nó có xuất hiện nguồn ra giống như con ở U45 không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo tại là vị trí U46. Bây giờ mình sẽ tiến hành là đo tại vị trí U46 nha các bạn. Rồi, các bạn cũng quan sát đồng hồ giùm mình. Rồi, vị trí này là không có đây. Ồ, nguồn ra không có tại vị trí đây. Giờ mình đo phía bên đây. Đó. Các bạn thấy là nguồn nó xuất hiện rất là nhanh, có 3V. Sẽ đo lại vài lần cho các bạn xem. Nguồn ra không có. Nguồn ra hơi yếu ha. Phía bên đây nè. 5V. Ok, như vậy là nguồn 5V là không có luôn. Không có nguồn. Nguồn 3V ren thì nó ra không đủ nha các bạn. Tầm khoảng 2V. Có. Hơi lẹ nữa. Rồi, như vậy là mình nghi ngờ là ở vị trí này nha các bạn. Mình nghi ngờ là ở vị trí là con U46 này đang có vấn đề nha các bạn.
Cái nguồn 3 van set thì mình kiểm tra là thấy nó ok rồi, nó có nguồn ra, nhưng mà ở vị trí là nguồn 3 van ren và 5 van ren là mình thấy nó có vấn đề. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành là mình sẽ kiếm một cái con IC TBS 22966 nha các bạn. Mình sẽ kiếm cái con TBS 22966 để mình thay cái vị trí U46 nha các bạn. Đó là tại vị trí này. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem gần là một chút xíu. Đây để mình xác định. Đây là mình nghi ngờ là con U46 này nó có vấn đề nha các bạn. Đây các bạn quan sát là con U46 này có vấn đề. Bây giờ mình sẽ kiếm một con TBS 22966 mình thay vào nha các bạn. Đó, và mình sẽ kích nguồn lại xem có nguồn ra hay chưa. Đó, và cái main này nó có hoạt động hay không nha các bạn. Rồi mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi sau khi mình đã kiếm được cái con TBS nha các bạn. Đó, sau khi mình đã kiếm được cái con TBS thì mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế con này vào trong con U46 nha các bạn. Đó, mình sẽ tiến hành thay thế con này vào trong con U46. Đó, để xem là cái nguồn 3 van ren và 5 van ren có ra hay không và men có hoạt động không nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành thay thế vào. Rồi, như vậy là mình vừa thay thế xong cái con U46 nha các bạn. Mình vừa thay thế xong cái con mà chuyển đổi nguồn từ 3V anh quê, 5V anh quê qua 3V ren và 5V ren nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo nguội lại xem là cái tổng trở có gì bất thường hay không nha các bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm cắm điện để thử nha các bạn. Rồi ok, như vậy là đã có dòng chạy nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là máy đã có dòng boost. Đó, các bạn quan sát là máy đã có dòng boost nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem là có nguồn 3V ren và 5V ren chưa nha các bạn. Rồi có nguồn 5V. Rồi ok, như vậy là máy đã có nguồn nha các bạn. Đó, nguyên nhân ở cái dòng này là do bị lỗi con U46 nha các bạn. Con IC chuyển đổi nguồn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm màn hình vào xem máy có xuất hành hay không và mình sẽ kết thúc video mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm màn hình vào. 2000 years later. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho màn hình vào nha các bạn. Cho các bạn xem là máy có xuất hình không nha.
bây giờ mình sẽ cắm nguồn dẫn bàn. Do cái men này là mình đã rút pin CMOS ra cho nên là nó sẽ tự kích hai lần nha các bạn, nó sẽ tự kích hai lần. Đó, và bây giờ để mình để cái đồng hồ dòng vô cho các bạn xem là máy nó sẽ tự kích hai lần nha các bạn. Đây. Đó, mình sẽ để cái đồng hồ cho các bạn xem là máy sẽ tự kích hai lần. Đó, lần đầu tắt nha các bạn. Rồi tắt lần thứ hai nha các bạn. Rồi lần thứ ba thì nó đã xuất hình nha các bạn. À, lần thứ ba thì máy đã có xuất hình. Rồi như vậy nguyên nhân ở cái con Dell Latitude E7440 này là lỗi cái con IC U46 nha các bạn. À, error U46. À, là cái IC mà chuyển đổi ra nguồn 3V và 5V nha các bạn. À, sau khi mình thay thế thì máy đã có dòng boot và máy đã xuất hình. À, như vậy video mình xin kết thúc tại đây. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi. À, chào các bạn.